hỏi thiệt luôn nha, các bạn có bao giờ mà nằm mơ thấy là đi học trễ xong rồi mình tất tả chạy đến trường xong phát hiện ra là chưa mặc quần, hoặc là mặc cái quần ngủ á mà tới trường rồi hoảng loạn luôn, có bao giờ bị vậy chưa? Hay là nằm mơ thấy là đi học á, vô phòng thi nhận đề thi rồi và phát hiện ra là không có tiếng không, rồi quay qua lại không cách nào tìm được tiếng viết hết. Rồi đúng rồi, cái này dĩ nhiên nè, nằm mơ thấy đi thi và chưa học bài, thi tới nơi rồi mà trong đầu không có một chữ nào hết, không, mình không thể hiểu nổi là sao mà chơi như thế này được, đi thi mà trong đầu trống rỗng luôn ha. Và trong tất cả những cái giấc mơ hãi hùng và hoảng loạn đó thì cái tự nhiên mình bắt đầu tự hỏi mình là ủa, mình nhớ là mình đã tốt nghiệp đại học lâu lắm rồi mà sao giờ còn thi cử gì nữa, không, ủa rồi mình đi làm được bao nhiêu năm rồi mà rồi còn bây giờ đi thi cái gì nữa, tại sao mình phải đi thi ta, không lẽ đây là mơ. Và rồi chúng ta bừng tỉnh khỏi cái cơn ác mộng đó và vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cũng lúc đó cảm thấy là cái cơ thể và đầu óc của mình nó căng như là sợi dây đàn vậy đó và mệt mỏi vô cùng. Có ai đã từng có cái giấc mơ kiểu kiểu vậy chưa? Các bạn có thể vô điểm danh trong comment nha. Anh hỏi mấy bạn trong công ty là cũng có nhiều người mơ không mặc quần đúng không? Rồi có bạn mơ là bị ma rượt hả không? Rồi bị rớt xuống núi gì đó hả không? Thì anh không biết các bạn có trải qua những cái cơn ác mộng cái kiểu kiểu vậy không? Nghe. Thì có thể điểm danh trong comment dưới, thậm chí là sẽ rất vui nếu các bạn đóng góp thêm cái special edition của riêng các bạn. Các bạn mơ thấy cái gì? Và lý do mà anh đề cập tới những cái giấc mơ quái đản nhưng mà lại rất là phổ biến này, đó là bởi vì dạo gần đây chúng bắt đầu quay trở lại với anh. Và đặc biệt là với anh Quéo ha, thì nó có những cái phiên bản special edition cập nhật cho một cái ông thầy giống như anh, đó là cái giấc mơ khủng khiếp bước vào giảng đường chuẩn bị dạy rồi và phát hiện ra là nào nó xóa mất cái PowerPoint của mình. Mà cả một cái phòng học mấy trăm người ngồi đợi, nó xóa mất cái file bài giảng, hả không? Rồi máy chiếu bị hư, rồi Zoom bị lỗi chẳng hạn, và nó cực kỳ căng thẳng, hả không? Thì cứ mỗi lần những cái giấc mơ kiểu như vậy xuất hiện, nó thật ra là một thông điệp của bộ não tiềm thức cảnh báo với chúng ta, đó là trí, you are overstressed. Đó là một dấu hiệu vô thức của cái trạng thái căng thẳng quá mức. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải nhanh chóng đưa ra những điều chỉnh kịp thời trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Nhìn lại thì rõ ràng là những cái thông điệp vô thức này nó hoàn toàn rất đúng với bản thân anh trong giai đoạn này. Bởi vì ở thời điểm này anh đang thúc đẩy rất nhiều những cái dự án mới cùng một lúc, nghiên cứu và triển khai thêm 2 khóa học mới nè, rồi thiết kế lại cái lộ trình huấn luyện cho đội ngũ trợ giảng, xây dựng một cái app để kết nối cộng đồng học viên, chưa kể là khi không lại đăng ký thêm một cái giải chạy Australia Ultra Trail 100 cây ở Úc vào giữa tháng 5 sắp tới. Trời đất ơi, thời gian đâu ra mà luyện tập, hả không? Chưa kể là trong suốt quá trình đó vẫn phải đảm bảo vận hành ổn định cho doanh nghiệp của mình. Cho nên không stress mới là lạ. Bởi vậy, một phần để tự nhìn nhận và tháo gỡ stress cho bản thân của mình, và luôn tiện Quéo xin làm luôn một cái quả clip về cách tháo gỡ stress trong công việc cho tất cả mọi người luôn. Các bạn có sẵn sàng không? Nếu bạn đang mông lung, chán nản trong định hướng sự nghiệp của bản thân, không biết mình cần phải làm gì để phát triển hơn trong thời gian tới, các bạn có thể dành ra cho mình 3 tiếng đồng hồ cùng với sự dẫn dắt bởi anh Nguyễn Hữu Trí, xác định đúng vấn đề bản thân mắc phải, từ đó lên chiến lược tổng quan cho sự phát triển của bạn trong 6 tháng 1 năm tới. Buổi workshop Lead Your Career, thấu hiểu và dẫn dắt sự nghiệp của riêng bạn. Xin chào các bạn, anh Nguyễn Hữu Trí, còn là Mr. Quéo và Ray, ông thầy đẹp trai và đang bị stress, đến từ học viện Awakening Your Power. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy tư để tháo gỡ cái cục stress này trong công việc của anh cũng như công việc của các bạn. Bước thứ nhất, chúng ta phải đánh giá tình hình. Một khi những cái dấu hiệu vô thức xuất hiện thì các bạn nên ngay tức thì kiểm tra lại những cái tín hiệu và cảm nhận ý thức của mình để đánh giá mức độ stress của các bạn. Sau đây là 7 biểu hiện tâm lý và hành vi của triệu chứng overstress, căng thẳng quá mức trong công việc. Bây giờ các bạn đưa 7 ngón tay lên, hả không? Rồi chuẩn bị kiểm tra, nếu các bạn dính cái nào thì các bạn giữ nguyên cái ngón tay đó, hả không? Còn nếu không dính thì mình gặp lại. Ready? 7 ngón tay đâu? Đưa lên. Rồi, thứ nhất, các bạn cảm thấy đột nhiên trong công việc của mình cái gì cũng khẩn cấp, cái gì cũng phải làm liền, cũng ói e, và thường
là khi hoàn thành nó toàn là hoàn thành kiểu last minute, có hay không? Thứ hai, từng việc mà các bạn làm nếu nhìn nhận một cách độc lập thì nó cũng rất thú vị và ý nghĩa, nhưng mà nhìn lại cả một tuần thì mình lại cảm thấy rất là vô vị và trống rỗng, có hay không? Rồi, thứ ba nè, sau một hồi đột nhiên tiền lương và thu nhập trở thành lý do duy nhất để các bạn tiếp tục công việc. Những lý do trước đây đột nhiên nó biến mất hoặc trở nên ngày càng mờ nhạt hơn, có hay không? Thứ tư, đột nhiên các bạn ngại, thậm chí sợ gặp sếp, mặc dù sếp cũng chả thay đổi gì trong cách cư xử với mình hết. Còn nếu ngày hôm nay các bạn đang là sếp thì đột nhiên các bạn cảm thấy ngại họp hành với cấp trên, cấp dưới. Các bạn cảm thấy kiệt sức sau những cái cuộc họp dài liên tục. Thậm chí các bạn thở phào nhẹ nhõm khi có một cuộc họp quan trọng nào đó nó bị delay hoặc là hủy, có hay không? Thứ năm, đột nhiên thích mua sắm hơn mọi khi, thèm đồ ngọt, uống nhiều caffeine hơn, nảy sinh nhu cầu bù khú, nhậu nhẹt và dành nhiều thời gian vô tri để lướt mạng xã hội hơn bình thường, có không? Thứ sáu, các bạn rất chờ đợi đến ngày thứ bảy chủ nhật, nhưng mà rồi cuối cùng trong cái cuối tuần đó các bạn cũng chả làm được gì rõ ràng hết, mà toàn ngồi lo lắng về ngày thứ hai sắp tới, có không? Thứ bảy, các bạn sẵn sàng chi tiền mạnh tay cho những kỳ nghỉ và đi du lịch, nhưng quay trở về sau những chuyến đi các bạn chỉ cảm thấy mệt mỏi và tồi tệ hơn mà thôi, có hay không? Rồi bây giờ chấm điểm cho thầy Quéo nha. Nhìn trước mắt các bạn xem có bao nhiêu ngón tay và nó là những ngón nào. Thả kết quả vô comment bên dưới nha, xem các bạn dính bao nhiêu ngón. Ok. Và nếu kết quả là 5/7, nghĩa là chúng ta bắt đầu bị overstress rồi các bạn ạ. Rồi, và nếu bây giờ chúng ta dính phải overstress thì gỡ làm sao đây? Trước nhất, mọi người phải lưu ý là stress thật ra là một điều tốt và cần thiết. Nó giúp cho cơ thể và trí óc của chúng ta duy trì một trạng thái nhạy bén, linh hoạt và khỏe mạnh. Chưa kể là tần suất và cường độ stress hợp lý là điều kiện bắt buộc để phát triển từ thể chất, trí tuệ đến cảm xúc và tinh thần. Stress là có lợi và cần thiết. Vấn đề này anh đã chia sẻ rất kỹ trong cái video clip nói về nguồn gốc của stress. Bạn nào chưa xem và quan tâm về khía cạnh sinh lý học của stress thì các bạn có thể chủ động tìm xem lại, anh để link trong description ở bên dưới. Cho nên điều đáng sợ thật sự không phải là stress mà là chronic stress và overstress, căng thẳng mãn tính hoặc là căng thẳng quá mức. Đây mới là thứ gây tổn hại về mặt sức khỏe và tinh thần. Trong quả clip đó cũng nói rất là rõ nghe. Cho nên giờ ở trong cái clip này chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái khía cạnh gọi là overstress trong công việc. Ok, tiếp theo, nếu các bạn mong đợi là trong cái phần còn lại của video clip anh có thể đưa ra những giải pháp chính xác và phù hợp cho tất cả mọi người thì các bạn sẽ thất vọng. Bởi vì mặc dù anh sẽ chia sẻ với các bạn những nguyên tắc cốt lõi về tâm lý hành vi, tuy nhiên stress nó còn chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố khách quan bên ngoài, giống như là ngành nghề của các bạn nè, cái lĩnh vực mà các bạn đang lao động, rồi biến động về thị trường, môi trường, văn hóa nơi làm việc của riêng các bạn, khách hàng, đối tác, cộng sự của các bạn, lối sống cá nhân, môi trường sống và sinh hoạt của riêng mỗi người. Cho nên có quá nhiều những yếu tố khách quan mà anh không hề biết về các bạn, nên không thể đưa ra một giải pháp chính xác cho riêng mỗi người được. Vì vậy, dù sau khi các bạn nghe hết cái video clip này, anh vẫn chân thành khuyên mọi người nên chủ động sắp xếp một cái buổi trò chuyện và tư vấn với cấp trên trực tiếp của mình, hoặc là với một cái người đồng nghiệp hoặc người thân trong gia đình có nhiều kinh nghiệm. Hoặc nếu các bạn tin tưởng anh và Học viện AYP thì các bạn có thể đăng ký một cái buổi tư vấn và trao đổi với các chuyên viên tư vấn trong Học viện để có thể nhìn nhận cái vấn đề của mình một cách đầy đủ và toàn diện hơn, từ đó có cho mình cái hướng điều chỉnh và cải thiện chính xác và triệt để hơn. Ok, tiếp theo, về nguyên tắc để phân tích được nguồn gốc của căng thẳng trong công việc thì anh sẽ sử dụng mô hình công việc lý tưởng của ông Tom Ben-Shaha, tiến sĩ tâm lý học rất uy tín tại trường đại học Harvard. Về cơ bản, một công việc lý tưởng phải được xây dựng dựa trên 3 trụ cột: thế mạnh, niềm vui và ý nghĩa. Sự bất ổn trong những cái trụ cột này sẽ ảnh hưởng trực tiếp và tạo ra những cái vướng mắc và áp lực đối với công việc của chúng ta. Đầu tiên và dễ đánh giá nhất sẽ là thế mạnh. Câu hỏi, kỹ năng cứng và kỹ năng mềm của các bạn, hay cụ thể hơn là chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản trị giao tiếp dẫn dắt của các bạn ngay lúc này có đủ
để đáp ứng mong đợi của công việc hay không? Và câu trả lời theo phản xạ của các bạn là dạ, em thấy cũng ổn anh Trí. Đây là câu trả lời không ổn. Nếu như ngày hôm nay năng lực của các bạn chỉ vừa đủ để có được 6 điểm qua môn, vừa đủ để đáp ứng được target và KPI, thì nghe có vẻ ổn, bởi vì các bạn sẽ không bị sếp chửi, sẽ không bị trừ lương. Trước mắt nó không sao hết. Nhưng nếu chúng ta thường xuyên sống trong cái trạng thái tâm lý phập phồng lo lắng, kỳ trước vừa đủ target, không biết kỳ này sẽ như thế nào, tháng trước sống sót rồi nhưng không biết tháng sau sẽ ra làm sao, thì cái trạng thái tâm lý phập phồng lo sợ của 5-6 điểm này về lâu dài nó sẽ sản sinh ra chronic stress, căng thẳng mãn tính. Vì vậy, nếu tháng vừa rồi các bạn đạt được 6 điểm và vừa đủ KPI, chúc mừng các bạn. Nhưng phải ngay tức thì lên cho mình kế hoạch để nâng cấp năng lực và sớm đạt được 7-8. Đó gọi là vùng an toàn. Nên nhớ là dù các bạn làm bất cứ vai trò hay vị trí nào, bắt buộc chúng ta phải chạm tới cái vùng an toàn 7-8 điểm. Tuyệt đối không được dễ dãi và sống trong cái ngưỡng sinh tồn là 5-6. Chỗ này làm ơn các bạn đừng có kể lể theo cái kiểu là anh Trí ơi, cái việc này nó không đúng tiềm năng của em, không phải là đam mê, định hướng lâu dài của em, bla 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 bla. Không được kể lể. Không làm thì thôi. Còn nếu chúng ta đã nhận trách nhiệm, nhắm không đẩy lên 8 được thì cũng phải chạm được 7 điểm. Tuyệt đối không được thỏa hiệp với 5-6. Đây gọi là vấn đề đẳng cấp. Ok. Những cải thiện mà nâng cấp cụ thể về chuyên môn hay kỹ năng mềm, các bạn có thể tự nhìn nhận hoặc dựa vào đánh giá và định hướng của cấp trên trực tiếp của mình trong công việc. Tiếp theo, sau khi đã đạt được tất cả những cái vai trò và trách nhiệm của mình ở mức 7-8 hết rồi nè, các bạn sẽ phải phát triển chiến lược. Lựa ra một vài vai trò chiến lược đúng với tố chất và tiềm năng bẩm sinh của mình. Có thể là vai trò chuyên môn mà cũng có thể là vai trò quản trị, điều hành hoặc là sáng tạo, lãnh đạo. Và rồi thúc đẩy cái năng lực đó lên tới mức 9, 10. Và các bạn nào đi làm lâu năm rồi sẽ biết rất rõ là nỗ lực để thúc đẩy năng lực lên tới cái mức 9, 10 là rất lớn. Nỗ lực để đi từ 8 lên 10 có khi nó nhiều gấp 4 lần cái nỗ lực để đi từ 0 lên đến 8. Đây là nguyên tắc 80-20. Vì vậy, lựa chọn phát triển chiến lược này bắt buộc nó phải chạm trúng được cái tiềm năng và tố chất của các bạn. Nếu không thì thời gian mà nỗ lực bỏ ra sẽ là rất lớn. Chả trách sao các bạn sẽ rơi vào sự quá tải, burnout, bị stress, bị căng thẳng quá mức. Ví dụ là khi mà con khỉ quyết định luyện tập để trở thành cái người vô địch bơi lội ở trong rừng thì nó sẽ kiệt sức và vô cùng căng thẳng. Nhưng nếu con cá lựa chọn phát triển chuyên sâu về khả năng bơi lội thì nó sẽ chill hơn rất nhiều. Các bạn hiểu ý anh đúng không? Để xác định được tố chất và tiềm năng của mình thì cách đơn giản nhất là ngồi trao đổi và nhìn nhận với cấp trên trực tiếp hoặc là những người đồng nghiệp và bạn bè thân thiết đã kề vai sát cánh với chúng ta trong rất nhiều dự án. Họ có thể cung cấp cho các bạn những cái quan sát rất là khách quan. Dĩ nhiên, các bạn cũng có thể đã biết qua về cái công nghệ tư vấn tiềm năng bẩm sinh dựa trên khoa học sinh trắc. Tuy nhiên, khi tiếp cận công nghệ này ở Việt Nam thì các bạn phải lưu ý là rất nhiều dịch vụ tư vấn chỉ dừng lại ở việc đọc hiểu kết quả báo cáo sinh trắc, nhưng họ không nhận ra là thế mạnh không chỉ dựa trên bẩm sinh mà còn phụ thuộc không ít vào cái quá trình trưởng thành và rèn luyện của mỗi cá nhân. Thì cái quá trình phân tích và tư vấn nó phải thấu đáo thì sự đánh giá và tiềm năng mới toàn diện và chính xác được. Thì đó là nguyên tắc mà bọn anh luôn tự nhắc nhở mình khi sử dụng công nghệ tư vấn này trong suốt 11 năm qua. Nếu các bạn thật sự có nhu cầu, các bạn nhớ phải tìm hiểu và lựa chọn cho phù hợp. Ok. Dịch vụ tư vấn CD toàn diện, định hướng sự nghiệp dựa trên sinh trắc vân tay, sử dụng hệ thống câu hỏi PRD, Personal, Relationships, Direction, tháo gỡ rào cản từ cuộc sống, phân tích kết quả sinh trắc vân tay, biết được điểm mạnh, tiềm năng chưa được khai phá, đồng hành một một cùng chuyên gia, kế hoạch cá nhân hóa phát triển sự nghiệp. Đó là thế mạnh. Tiếp theo chúng ta nói về niềm vui. Niềm vui trong công việc hiểu đơn giản là bên cạnh kết quả, cái phong cách làm việc, đồng nghiệp, cộng sự, môi trường và văn hóa làm việc có phù hợp với các bạn hay không. Ví dụ, nếu các bạn là một người hướng nội và thích có cái sự riêng tư để tập trung, suy nghĩ, phân tích, đúng không?
Nhưng chúng ta lại ngồi làm việc trong một cái open office, là một cái văn phòng mở. À, ngẩng mặt lên cái là mình nhìn thấy 30-40 người họ ngồi xung quanh mình, họ trò chuyện, họ tám, họ nói qua nói lại, họ có thể hỏi thăm các bạn bất cứ lúc nào, nói đủ chuyện lên trời dưới đất hết. Và chúng ta không có được cái khoảng không gian riêng tư của mình, thì khi đó dù các bạn có làm đúng nghề đúng việc, nhưng mà cái sự bức bối khó chịu mỗi ngày đó nó tích tụ giống như là một cái viên đá ở trong mũi giày, về lâu dài sẽ khiến cho các bạn cảm thấy rất là u uất, khó chịu và mệt mỏi với công việc. Thì đó là một ví dụ đơn giản về sự khác biệt trong cái phong cách và môi trường làm việc. Tháo gỡ cái này như thế nào à? Nguyên tắc đó là thế mạnh đi trước, niềm vui theo sau. Một khi làm giỏi rồi thì muốn cái gì cũng dễ. Còn năng lực chưa đủ, thành tích và kết quả bấp bênh thì đừng có mà vòi vĩnh. Một khi các bạn lên tới một cái vị trí như là trưởng phòng hoặc là giám đốc bộ phận, khi đó các bạn muốn ngồi đâu cũng được. Ngồi chung để trò chuyện với nhân viên cộng sự hay là có phòng riêng của mình. Thậm chí nhân viên trong nhóm của mình là những người nào, các bạn cũng có quyền lựa chọn, phải không? Rồi cái phong cách họp hành, trao đổi công việc trong bộ phận ra làm sao, các bạn là người quyết định. Thì người nào có năng lực, có sức ảnh hưởng, họ có quyền lựa chọn và thúc đẩy những cái phong cách và văn hóa của riêng mình. Ví dụ rõ nét nhất là cái ngày mà anh bắt đầu khởi nghiệp và theo đuổi cái việc huấn luyện và giảng dạy những cái kỹ năng mềm, đúng không? Thì lúc đó anh chưa khẳng định được năng lực, chưa có uy tín, thành tích gì rõ ràng hết. Cho nên khi bước vào cái ngành huấn luyện, người ta làm sao? Mình phải đi theo như vậy. Khi mà anh đi diễn thuyết là anh phải mặc áo vest, sơ mi, cà vạt, rất là đàng hoàng, bởi vì đó là cái chuẩn mực của thị trường. Nhưng 15 năm sau, khi cá nhân anh biết rất rõ là mình mạnh cái gì, mình làm tốt nhất cái gì, và khi mình đã khẳng định được tên tuổi, uy tín và vị thế của bản thân trong cái ngành huấn luyện rồi, thì anh bắt đầu được quyền ăn mặc theo cái phong cách mà anh thích. Khi đó anh sẽ mặc cái áo hít thở nè, anh mặc quần jeans hoặc là giày chạy bộ lúc mà anh đi diễn thuyết, hoặc là anh sẽ mặc áo thể thao, quần shorts khi mà anh lên sóng truyền hình. Khi đó đi làm nó giống như đi chơi vậy các bạn. Myself, my way, my style. Chỉ là để đạt được cái điều đó, cái giá phải trả là hơn 15 năm nỗ lực, 13.000 giờ đi diễn thuyết và huấn luyện. Cho nên khi chúng ta còn trẻ, phải nhẫn nại và biết điều. Bản lĩnh đi trước, mơ ước theo sau. Vậy thôi các bạn à. Dĩ nhiên, tới lúc này, nếu bạn nào tinh ý sẽ nhận ra là có một cái mẹo rất hay để không cần phải trả một cái giá quá đắt, nỗ lực rất nhiều mà vẫn đạt được cái môi trường làm việc mình mong muốn. Đó là các bạn hãy chủ động tìm hiểu công ty và văn hóa doanh nghiệp mà chúng ta chuẩn bị ứng tuyển. Nếu chúng ta tìm được cái người sếp xịn sò, hợp gu, hỏi không? Rồi cái môi trường và văn hóa công ty nó hợp với phong cách và cá tính của mình, thì khi đó dù các bạn là sinh viên mới tốt nghiệp, đi làm mỗi ngày, mình vẫn có cái cảm giác như là cả công ty đang chiều theo ý mình, thì nó sung sướng và thích thú vô cùng. Và lúc đó, dù chúng ta có cày deadline tới 10 giờ tối, chúng ta vẫn không cảm thấy căng thẳng và bức bối. Khi đó, năng lực của các bạn sẽ phát triển rất nhanh và thuận lợi. Hiểu ý anh không? Đây là thứ mà hầu hết những bạn trẻ đều không làm khi ra trường tìm việc. Họ chỉ nghiên cứu cái job description, mô tả công việc, xem nó có phù hợp với năng lực của mình không, và rồi xem cái mức lương đề nghị nó có ổn hay không, và khi đó là họ cắm đầu nộp đơn thôi. Đúng không? Cho nên cái việc tìm hiểu thêm về cái văn hóa doanh nghiệp, cái cách thức làm việc trong công ty, cái người sếp tương lai của mình là ai, thì việc đó sẽ mang lại cái lợi ích rất lâu dài cho công việc của các bạn, đặc biệt là khi mình còn trẻ. Cuối cùng, sau thế mạnh, niềm vui, đó là ý nghĩa. Nói đơn giản là nếu như mình làm đúng nghề, đúng việc, môi trường văn hóa đều rất phù hợp, chuyên nghiệp, nhưng cái dự án và sản phẩm mà các bạn tạo ra nó có một chút chút gì đó sai sai với bản thân của mình. Không những là mình không cảm thấy tâm đắc, tự hào, mà thậm chí mình còn cảm thấy băn khoăn, rây rứt về cái dịch vụ mà mình tạo ra. Về lâu dài, đi làm nó sẽ càng ngày càng bất ổn. Ngày xưa khi mà anh mới ra trường, anh có một cái người bạn thân tìm được một cái công việc rất là ngon ăn, lương thưởng là cao gấp 2-3 lần bạn bè cùng trang lứa, làm cho một tập đoàn lớn, môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp toàn là những người xuất sắc thôi, được chăm chút, đào tạo, cất nhắc. Nói chung là tương lai sự nghiệp vô cùng sáng lạng. Chỉ là cái công ty đó sản xuất thuốc lá.
Anh không có ý kỳ thị thuốc lá nghe. Chỉ là với cá nhân của cái người bạn của anh á, thì cả tuổi thơ của chị ấy chứng kiến người bố của mình nghiện thuốc lá và rượu bia. Để rồi đến lúc về già thì ông bố mắc rất nhiều những cái bệnh mãn tính. Cho nên đối với cá nhân của chị ấy, đi làm 4-5 năm, càng về sau chị ấy càng ngày càng u uất và bứt rứt trong công việc. Mặc dù thu nhập thật sự rất là cao. Được 5 năm thì chị ấy xin thôi việc. Thì cái câu chuyện đó các bạn mường tượng được mà đúng không? Đây là vai trò của ý nghĩa trong công việc. Tuy nhiên, cái giá phải trả thường là 5 năm, 10 năm sau các bạn mới thấm thía. Cho nên, thẳng thắn nha, là nếu mà ngày hôm nay các bạn còn trẻ, tình hình kinh tế thì biến động, mà chúng ta lại phải san sẻ và gánh vác cái gánh nặng tài chính cùng với bố mẹ và gia đình, thì khi đó, nói thiệt luôn, là ra trường nếu thấy cái job nào mà tiềm năng, đúng thế mạnh, thu nhập ổn, ngon lành mà không vi phạm pháp luật, hoặc là không có những cái rủi ro về sức khỏe hay tính mạng, thì các bạn cứ làm. Anh nói thật lòng, đừng có phí thời gian ngồi mơ mộng những cái lý tưởng xa xôi. Ok, đến khi nào cái nền tảng tài chính bản thân và gia đình của mình nó ổn rồi, mình biết rõ được năng lực, bản lĩnh của mình, tạo dựng được cái uy tín và danh tiếng của mình rồi, thì khi đó các bạn sẽ có nhiều quyền để lựa chọn những dự án và sản phẩm mình tâm huyết và muốn phát triển hơn. Alright, ví dụ cụ thể luôn nè, là cái ngày anh mới bắt đầu huấn luyện thì 15 năm trước, các bạn có biết không, ai kêu đi dạy đi huấn luyện gì anh cũng nhận hết nha. Cứ công ty nào hú là mình có mặt, phải không? Họ yêu cầu sao là mình cố hết sức để mình chiều ý họ. Bởi vì lúc đó mình là nobody, còn công ty của mình là no money. Cho nên cái show nào cũng nhận hết nha. Ờ, có mấy cái dự án huấn luyện, anh nói thiệt luôn là lúc mà làm là anh với cả cái ekip của anh là làm sốc bất sang bang luôn, chạy ngược chạy xuôi để mà triển khai, để mà chuẩn bị. Tới lúc làm xong hết rồi, cái trừ hết chi phí ra, tiền lời chưa tới 5 triệu. Mà nhìn lại anh em mình coi như burnout, kiệt quệ hết. Thế là anh đem cái cục tiền đó anh đi nhậu một bữa luôn, banh chành, vui vẻ, xả xì chết, hết phim. Thì đó là những cái ngày mình còn non trẻ. Bây giờ đỡ nhiều rồi các em. Ok, 15 năm rồi ha. Cho nên ngày hôm nay trong học viện của anh, nếu anh nhận được những cái yêu cầu huấn luyện của các doanh nghiệp, thì nếu một cái dự án nào mà không có hay, không có thú vị, hoặc là những cái doanh nghiệp đó anh thấy cái sản phẩm dịch vụ của họ nó kỳ kỳ với anh, đúng không? Thì học viện của anh sẽ rất lịch sự để từ chối. Công ty có hành tráng đến đâu, có trả bao nhiêu tiền, mình cũng từ chối hết. Nè, mỗi tháng như vậy là trung bình mình sẽ từ chối ít nhất là 2-3 dự án. Thì một năm là tổng cộng khoảng 30 dự án ha. Mà mỗi một dự án như vậy là khoảng vài trăm. Như vậy cộng lại một năm là... Thôi, chết. Mấy em ơi, nhiều tiền quá. Nhiều tiền quá mấy em ơi. Thôi, nhận giùm anh đi. Ê, tụi bác nhận đi, nhiều tiền quá, sao lại từ chối? Giỡn thôi nghe. Thật ra không phải là mình chảnh chẹ gì hết các bạn. Chỉ là ngay lúc này, cá nhân mình có quá nhiều những cái dự án hay ho và ý nghĩa mà anh muốn làm. Và nó tốn rất nhiều tâm sức của mình rồi. Cho nên nếu mà bây giờ mình nhận thêm những cái dự án mới mà mình thấy nó không có hấp dẫn, không có thú vị, không có hay ho, thì làm sao mình có đủ tâm huyết để mình làm tới nơi tới chốn được. Mặc dù có khi người ta cũng chỉ mong đợi một cái chất lượng vừa vừa thôi, nhưng mà khi bản thân mình làm không có thỏa chí mình được, thì bản thân mình thấy không có thỏa mãn, không có đã, thì đó là cái sự mất mát của bản thân mình. Dĩ nhiên đây là cuộc chơi của anh sau 40 tuổi rồi ha. Và trước đó anh đã nỗ lực rất là nhiều trong suốt 15 năm và tích lũy được cho mình một cái nền tảng về tài chính rất là vững vàng, đúng không? Thì mình sẽ bắt đầu chú tâm hơn tới những cái điều làm cho mình say sưa, làm cho mình cảm thấy tự hào, cảm thấy ý nghĩa. Right? Ha. Và dĩ nhiên, nói đến ý này, thì nếu bạn nào tin ý cũng sẽ nhận ra là rủi như ngay từ đầu mà các bạn đã tìm được một cái dự án, một cái doanh nghiệp hoặc sản phẩm nào đó mà cá nhân mình vô cùng tâm huyết và gắn bó, thì khi đó các bạn sẽ vô cùng kinh ngạc với cái ý chí, sự kiên trì và nhẫn nại của bản thân mình
để vượt qua những cái khó khăn và thiếu thốn trong công việc. Câu chuyện kinh điển ở đây muốn chia sẻ với mọi người đó là câu chuyện của anh Huỳnh Duy Khương. Không biết là có bạn nào ở đây đã từng theo dõi những cái video clip của anh Huỳnh Duy Khương chưa? Có thể điểm danh ở bên dưới nha. Câu chuyện đó là gì? Năm 2016, khi mà anh Khương được bắt tay vào xây dựng một cái sản phẩm của riêng mình, cái khóa học để cải thiện sự tự tin trong giao tiếp, thì sản phẩm này nó gắn liền với cái ký ức của cả một cái tuổi thơ đầy sự tự ti, rụt rè và mặc cảm của anh Khương. Vì vậy mà cái sự kiên trì của Khương trong dự án này là khủng khiếp. Anh vẫn còn nhớ là không biết bao nhiêu những cái ngày tháng doanh thu ít ỏi, thu nhập không đủ sống, rồi đội ngũ thiếu thốn, điều kiện thì sơ sài, ít ỏi. Nhưng mà anh Khương á, ảnh lì lợm ngoài sức tưởng tượng. Để rồi gần 10 năm sau thì ngày hôm nay anh Huỳnh Duy Khương cũng đã xây dựng được cho mình cái uy tín, sức ảnh hưởng và vị thế rất là vững vàng cho riêng mình trong cái lĩnh vực huấn luyện mà anh ấy theo đuổi. Cho nên một cái bài học lớn cho bản thân anh khi nhìn lại câu chuyện này đó là cái sự liên hệ mật thiết giữa vật chất và tinh thần. Dĩ nhiên là vật chất sẽ đặt nền tảng cho sự phát triển và tinh thần, nhưng ngược lại, sức mạnh tinh thần cũng giúp chúng ta vượt qua rất nhiều cái sự thiếu thốn và áp lực để kiến tạo ra những thay đổi về vật chất. It's beautiful, right? Tóm lại, thế mạnh, niềm vui, ý nghĩa, đây là ba trụ cột để đặt nền móng cho công việc của các bạn. Và cái phần chia sẻ vừa rồi thì sẽ giúp chúng ta từng bước phân tích cho đúng nguyên nhân tạo ra cái trạng thái căng thẳng và áp lực trong công việc của các bạn ngay lúc này. Từ đó tìm cho mình cái hướng điều chỉnh và cải thiện. Lưu ý, anh nhắc lại là cái phần chia sẻ này nó dựa trên những cái nguyên tắc chung về tâm lý hành vi của con người. Nó chưa dựa trên việc thấu hiểu được hoàn cảnh cá nhân của các bạn. Vì vậy, để có những cái điều chỉnh chi tiết và cụ thể cho riêng mình thì anh khuyến cáo là mọi người nhớ phải ngồi lại để trao đổi với cấp trên của mình, hả không? Rồi trao đổi với đồng nghiệp, hoặc là tìm kiếm một cái góc nhìn tư vấn khách quan từ những cái chuyên viên tư vấn, thì khi đó các bạn sẽ có một cái nhìn sâu sắc hơn và đầy đủ hơn rất nhiều. Đừng cố tự xoay sở một mình nha các bạn. Anh tin là luôn có một ai đó sẵn sàng đồng hành với các bạn. Trust me. Còn lại, nói riêng về cái khía cạnh kỹ năng mềm trong công việc và cái mối quan hệ, thì để có một cái đánh giá toàn diện và nhìn ra những kỹ năng cụ thể mà các bạn thiếu và cần phải trau dồi, thì nếu các bạn chưa nhìn ra được, các bạn có thể chủ động tìm hiểu về cái workshop trực tuyến Lead Your Career, chiến lược dẫn dắt sự nghiệp trên Zoom cùng với anh. Mặc dù cái workshop này có giá rất là hạt rẻ, chỉ có 100 cành thôi, nhưng mà anh tin là sau 4 tiếng đồng hồ đi cùng với nhau, các bạn sẽ có được cho mình một cái chiến lược rõ ràng hơn rất nhiều để cải thiện những kỹ năng mềm cho riêng mình. Thì nếu có nhu cầu, các bạn chủ động tìm hiểu trong description. Alright? Chia sẻ với các bạn xong thì nói thật là cá nhân anh cũng có cơ hội nhìn lại cái sự căng thẳng của riêng mình, và anh bắt đầu nhìn ra được những cái hướng điều chỉnh cho riêng anh rồi. Và với phần đó, cá nhân anh cũng sẽ tháo gỡ những cái căng thẳng và áp lực của riêng mình, và các bạn cũng sẽ vậy nghe. Và rất cảm ơn sự đồng hành của tất cả mọi người. Xong. Quá mệt. Quá mệt. Quá mệt. Còn một clip nữa. Còn một clip nữa. I can do it. I can't do it.